Và tiếp theo cập nhật tình hình ở các chợ ở khu vực quận 1 thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi một vòng nữa để xem tình hình các chợ sau chỉ thị mới của nhà nước là không có tụ tập những hàng rong, những chợ tự phát, rồi như là cấm tụ tập trên 3 người. Để xem tình hình đó thì để cập nhật tình hình đó thì em mời cô chú anh chị chúng ta tiếp tục đi ở chợ. Đây là chợ dân sinh, khu vực chợ dân sinh, để anh chị nhìn lại khu xóm xóm cá hấp ngày xưa. Và đây là con đường Ký Con, rồi mình sẽ vòng ra chợ cũ. Lúc nãy em định đi mua thịt rồi, mình đi ngang mấy gian hàng thịt thì chỗ nào cũng đông đông đông, và nghĩa nghĩa những cái mình cần thì không thấy, như là mua định mua sườn 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 cọng, sườn que, sườn non đó để nướng, nhưng mà nhìn thấy thì không không thấy, thì không biết ra chợ cũ thì có hay không. Sẵn đây thì quay chia sẻ anh chị vài clip ở đây, vài hình ảnh ở đây, khu chung cư đường Ký Con đó. Bên trái là hẻm 54 của anh David, hẻm 54 khu xóm anh David. Và khu xóm ngày nay chúng thấy cũng rất là mát mẻ nè. Tiếc là em không có tiện để đi vào bên trong, chúng ta chỉ nhìn từ bên ngoài thôi. Cái hẻm của chúng ta nè, dãy nhà đối diện. Tiếp tục mình sẽ ra khu vực ngoài đường Bến Trương Dương để nhìn thấy hình ảnh căn nhà kế bên chùa Bà, để xem ngày hôm nay như thế nào ha. Nói chung trong cái tình hình này thì có rất nhiều cô chú anh chị không có về về quê hương được, nên thành ra những hình ảnh này hy vọng sẽ cập nhật được chút gì đó của không khí của quê nhà để bà con cô bác xem cho đỡ nhớ, và cũng như là giống như mình đang đang đi về quê vậy đó, đi về nước trong cái tình cảnh dịch bệnh thông qua màn ảnh nhỏ. Và đây là con đường Bến Trương Dương, và cũng là đại lộ Võ Văn Kiệt ngày nay. Đây là khu vực cầu Ca Mét nè, cầu Ca Mét đi qua quận 4, có cái lối để từ dưới đường Võ Văn Kiệt này đi lên cầu luôn. Và mình đi hướng này là đi thẳng về quốc lộ 1, về Bình Tân đó, đi ra Bình Chánh rồi đó ha, đi thẳng về miền Tây luôn, thông qua con đường Sài Gòn Trung Lương. Những ngôi nhà đây số 140 nè, tới anh tí thì có chùa Bà nè. Cái view của những cái nhà ở đây thì rất là đẹp, rất là mát. Kế bên chùa Bà thì có ngôi nhà bán rèm cửa cao cấp, giấy dán tường, xanh xanh nè, số 158, số 158. Nếu anh chị có xem video clip này thì cho em xin cái comment ha. Và bên đây là chùa Bà, hội quán Quảng Triệu. Và ngôi nhà của chúng ta đây, kế bên thì những hàng xóm ở đây, và cũng như các ngôi chợ khác thì trong cái tình cảnh này thì hiện tại là người ta cũng đóng cửa những cái gian hàng xung quanh chợ. Ở đây khu vực chợ trái chỉ còn bán những cái ngành hàng nhu cầu thiết yếu như là thịt, cá, rau, cải thôi. Còn những quán ăn sáng rồi những nơi cà phê đồ thì không còn. Bên đây là chợ dân sinh. Chợ dân sinh thì hiện đang đóng cửa. Có người thì dời về nhà bán, có người thì nghỉ, có người thì bán nhỏ lẻ, giao hàng từ xa, ủa giao hàng tận nơi đó. Nhưng mà
Ngày nay thì Grab, Grab cũng nghỉ luôn rồi. Này là cấm taxi, cấm Grab, cấm xe công nghệ đó. Bây giờ giống như là đi ra đường khi mà mua đồ ăn thôi. Các công ty, các doanh nghiệp thì vẫn hoạt động bình thường, nhưng mà giãn cách nhân sự ra, không có tập trung đông người. Giờ đa phần công ty là làm việc tại nhà không à. Như bên bên em thì cũng làm việc tại nhà, nhưng mà kho bãi thì đóng hàng thì còn một phần đóng hàng đó, xuất hàng từ xa thôi. Tại vì ngưng luôn thì cái toán công nợ đồ rất là khó khăn. Công ty phải hoạt động chứ ngưng luôn thì tiền nó không có, dòng tiền nó ngưng thì là tiêu luôn đó. Trong cái hoàn cảnh này thì nếu anh chị và các bạn có cái nhu cầu gì về máy tính thì hãy liên lạc với Vinlam TV hoặc là liên lạc với anh Hai thông qua fanpage Hoàng Long Computer. Anh bán máy mới và máy cũ phù hợp với nhu cầu thấp và cao. Rồi ai vệ sinh máy hay là cài đặt chương trình gì đó thì liên hệ để liên lạc để anh đến để nhận và giao tận nhà. Mình không cần phải đi đâu ha, ở khu vực quận 1 này rất là thuận tiện. Còn ở quận 5 thì ghé Vinh Hiển Lộc Tài, ở quận 7 thì ghé Lộc Tài.com. Đây là những phút giây chia sẻ chứ không mang tính quảng cáo hay là câu view vụ lợi, mong của chú anh chị hiểu ha. Để thôi nó là quảng cáo thái quá thì không được, cũng kỳ cũng tội. Tại vì chia sẻ thì nói chung những cái thông tin gì nó liên quan tới Vinlam TV nó thật thì nói thôi, chứ cũng không có câu view hay vụ lợi gì cả. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ rồi quan tâm. Rồi bây giờ tiếp tục chúng ta đi chợ cũ, chợ cũ ở đường Tôn Thất Đàm, để xem coi cái quầy thịt ở đây thì như thế nào, tiện thì em mua luôn, không tiện thì thôi. Ăn ít ăn nhiều thì có ăn là được rồi. Thời buổi này ngon hay cao sang gì cũng ngày ba bữa thôi, cũng qua bữa ăn cho xong. Bây giờ là không có nhiều sự lựa chọn như ngày xưa, có ăn là mừng rồi. Mình đang đi ở con đường Hàm Nghi, một con đường như là không có người luôn á, vắng như bằng. Hôm nay không có xe buýt nữa, càng vắng vẻ hơn. Một mình tao với một con đường. Hôm nay Sài Gòn, cái điểm nóng của Sài Gòn hiện nay là qua khi mà qua vùng Gò Vấp, bây giờ tới vùng Bình Tân. Tại vì vùng đó có khu công nghiệp Phong Giang đó, thì khu đó rất là nhiều các anh chị em công nhân, những người lao động phổ thông, những người từ các tỉnh khác lên để lập nghiệp. Rồi đa phần là công nhân đó, nên thành ra ở đó chợ tự phát rất là nhiều. Rồi thành ra người ta hay đi chợ. Rồi bây giờ cũng không biết đổ lỗi cho ai, nhưng mà này, dịch bệnh thì không có lỗi của riêng ai hết. Nên tại tại thời thế thì bây giờ phải chịu thôi. Bây giờ rất là nhiều người ở Bình Tân đang phải phong tỏa, trong hoàn cảnh không rõ cách ly 60.000 người, hơn Gò Vấp luôn. Nhưng mà nói cấm thì cũng khó, tại vì cấm chợ rồi người ta, nhiều khi người ta thu nhập thấp đó, rồi người ta đâu có mua được những cái những đồ trên kệ trong siêu thị thì mắc tiền quá. Với lại đôi khi ở ngoài nó lại tươi ngon hơn vô trong siêu thị nữa, nhưng mà có những cái mà ở ngoài có, trong siêu thị không có, rồi nó cũng khó, nó cũng là một cái sự lựa chọn để đi chợ của người ta, nên không có cấm được.
với lại cũng là cái chén cơm, cần câu cơm của nhiều người. Ở đây mấy ngày nay Hương Hà bánh kẹo quá, quá trời luôn, bánh kẹo quá trời. À, rồi chúng ta sẽ đi qua chợ cũ ha. Hôm nay thấy chợ cũ sao không ai đi chợ hết vậy nè. Ở đây là khu vực tiệm bánh Như Lan nè. Nếu mà không mua thịt được thì chắc chiều về đặt app mua qua mạng thôi. Ồ, tiệm bánh đó đang khuyến mãi hay sao, đông quá trời đông. Ủa, khu vực chợ cũ cũng đang cách ly luôn rồi, không phần sự miễn vào khu vực cách ly. Nhưng mà để cái bảng vậy định đi chợ thì sao dám đi. Đó, bà con ở chợ cũ lại là khổ nữa rồi. Rồi hết hy vọng thịt luôn. Sườn que thôi, sườn que. Thôi chắc về đặt app đi chợ thôi, chứ bây giờ đi mua cũng ở đâu cũng vậy à, ai cũng tranh thủ mua để dự trữ rồi, quá trời. Ta quẹo trái ra đường Nguyễn Văn Sâm cũng như là Nguyễn Thái Bình để đi đi về ha. Và đây là con đường Nguyễn Văn Sâm. Và ngày nay thì đường này những cái nhà xe đi về Vũng Tàu thì hiện tại cũng đang tạm ngưng, như xe Hoa Mai, xe Toàn Thắng, nhưng mà vận chuyển hàng hóa thì vẫn còn ha. Nhà hàng Long Tứ Hỷ Tương Phùng. Thời buổi này thì nhà hàng gì cũng vậy thôi, cũng mệt mỏi thôi. Quán xá điều hưu, nhà hàng đóng cửa, giờ thêm chợ cũng đóng cửa. Rồi, kiểu này chắc nói nhờ mẹ gửi gửi thịt cá dưới quê lên ăn luôn đó. À, nhà xe mà ở dưới quê lên đây còn vài nhà xe thôi, rồi đóng cửa nữa thì coi như là tự nuôi cá ở sân thượng, rồi tự nuôi heo ở sân thượng ăn luôn, tự trồng rau luôn. Đó, đây là trường Thái Minh. Đó, trường đang mới đang có sự kiện gì đây, thấy dằn dây nữa. Bây giờ đi đâu thấy dằn dây là thấy mệt mỏi rồi nè. Khu vực hẻm 63, khu vực anh Tôm Quỳnh. Không biết anh có xem cái video clip này hay không ha. À, giờ này có rất nhiều cô chú anh chị cũng rất là nhiệt tình, video clip nào của Vinh Lâm cũng xem rồi cũng comment. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn. Cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị đã luôn quan tâm, ủng hộ và luôn yêu cái mảnh đất này như yêu chính bản thân của mình. Luôn hướng về Sài Gòn, luôn cập nhật tình hình thông qua kênh Vinh Lâm TV. Rồi bây giờ chắc video clip ngày hôm nay đến đây thôi.
cũng không không còn cái gì để mua hết trơn, rồi đi về thôi. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã quan tâm theo dõi, và đừng quên ủng hộ kênh Vinlam Family Cuộc Sống Ở Nhà, cũng như là hình ảnh của bạn đồng nhỏ nha. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.